Lên phổ thông thắng hả Tuân? Đúng, thắng 2-0 em. Lần dòng nhỉ? Quý vị và các bạn đang theo dõi trận thi đấu giữa hai đội trung học phổ thông Quảng Khê gặp trung học phổ thông Nội Trú Bắc Cạn trong khuôn khổ giải vô địch bóng chuyền hội khỏe phổ thông tỉnh Bắc Cạn năm 2020-2021. Hai đội đang chuẩn bị vào sân thi đấu. Chào Đỗ Thao, đây là giải hội khỏe phổ thông tỉnh Bắc Cạn. Mà đây, trận đấu bắt đầu. Và chắn bóng tốt. Và không lưu ý để bóng rơi tự do. Điểm 1-0 cho Quảng Khê. Nội Trú đánh bóng không qua lưới. Điểm 2-0 cho Quảng Khê. Cơ hội cho Nội Trú. Quả đánh bóng rất uy lực. Một pha đánh lắc cổ tay rất hay. Điểm cho Quảng Khê. Điểm 3-0 cho Quảng Khê. Trận đấu tiếp Quảng Khê phát bóng chưa qua lưới. Điểm 1-3 cho Nội Trú Bắc Cạn. Đáng tiếc của pha đánh bóng ra ngoài. Điểm 4-1 cho Quảng Khê. Một pha đánh dấu rất hay của số 14 Nội Trú Bắc Cạn. Khán giả châm chùa phá bóng rồi. Đánh bóng còn để nói là ném gạch xuống sân. Điểm 2-4 cho Nội Trú Bắc Cạn. Một pha phát bóng rất đầu của số 2 bên phía Nội Trú Bắc Cạn. Điểm 5-2 cho Quảng Khê. Tiếp tục là số 14 bên phía Nội Trú Bắc Cạn ghi điểm. Là một pha ra tay ở vị trí số 3. Pha ra tay trái. Điểm 3-5 cho Nội Trú Bắc Cạn. Vậy là lối chắn bóng chạm lưới của các cầu thủ Nội Trú Bắc Cạn. Điểm 6-3 cho trường phổ thông Quảng Khê. Và phạt bóng chạm lưới rất khó chịu. Và đánh bóng nhanh ở vị trí số 3 rất hay của các cầu thủ Quảng Khê. Điểm 7-3 cho Quảng Khê. Và đánh vị trí số 3 sau vạch 3m rất hay của số 14 bên phía Nội Trú. Điểm 4-7 cho Nội Trú Bắc Cạn.
tiếc pha bóng ra ngoài, tuy nhiên chạm tay của các cầu thủ Quảng Khê. Điểm 5-7 cho Nội Trú Bắc Cạn. Bóng ra ngoài, điểm tiếp cho Nội Trú 6-7. Chào huấn luyện viên tham gia trọng tài đi ông ạ. Và đánh bóng lỏng tay rất hay, điểm 7 đều cho Nội Trú. Đây là các thủ Nội Trú san bằng được tỷ số 7 đều. Một tốt cơ hội, rất đáng tiếc và đánh bóng hụt của các cầu thủ Quảng Khê. Điểm 8-7 cho Nội Trú. Đây là lần đầu tiên ở sách thi đấu đầu tiên này đội Nội Trú vươn lên dẫn trước các cầu thủ Quảng Khê. Ngay lập tức Quảng Khê xin tạm dừng hồi ý chiến thuật. Lần thứ nhất ở sách thi đấu thứ nhất. Bạn Tuấn. Sai thằng Tuấn Tấn Cương. Cái này này, cái nhảy lên cái gầy hơi cũng không biết gì. Cương bắn chân trái. Gầy thôi. Không bao giờ được nào đâu. Nhảy xuống nó đúng rồi, cắm xuống nó có đúng được một lúc. Tôi phát hiện ra là bị nguy hiểm lắm. Bây giờ nó bắt cái này về ấy. Không đánh được cấm hút bối bản luôn, nó chả sợ đánh khác là gì. Chào Sơn Hoàng Tatu. Vậy là trọng tài xác định bóng chạm tay chắn của Nội Trú Bắc Cạn. Điểm Quảng Khê 8 đều. Đánh bóng ra ngoài, điểm cho Quảng Khê 9-8. Chú đánh bóng tốt, điểm 9 đều cho Nội Trú Bắc Cạn. Điểm 19 cho Quảng Khê. Nội Trú đánh bóng tốt, điểm 10 đều cho Nội Trú Bắc Cạn. Mạnh của 11 bên phía Quảng Khê. Điểm 11-10 cho các cầu thủ trọc phổ thông Quảng Khê. Một pha vào nhỏ rất thông minh của cầu thủ Quảng Khê. Điểm 12-10 cho Quảng Khê. Đặc biệt là 2 điểm rồi.
đánh bóng chưa qua lưới. Điểm 13-10 cho Quảng Khê. Hình thức các cầu thủ nội trú Bắc Cạn xin tạm dừng hội ý chiến thuật lần thứ hai ở set thi đấu thứ nhất. À chưa chưa có người cực tiên rồi. Anh chín mấy rồi? Anh ở đây cái cú. Một pha đánh bóng rất đầy lực của số 14 bên phía nội trú. Điểm 11-13 cho nội trú Bắc Cạn. Là sau khi hội ý thì các thủ nội trú Bắc Cạn đã cắt được chuỗi liên điểm của các thủ cấp 3 Quảng Khê. Bóng chạm tay chắn của các cầu thủ nội trú. Điểm 14-11 cho Quảng Khê. Tiếp tục bóng chặn hàng chắn của Quảng Khê. Điểm 12-14 cho nội trú Bắc Cạn. Chuyển hai rất khéo. Phòng thủ tốt. Bóng không có lưới, điểm tiếp cho nội trú 14 đều. Và phát bóng không có lưới, điểm 15-14 cho trục phổ thông Quảng Khê. Làm cái gì? Không nhảy không điều được. Đây là lưới chắn bóng chạm lưới, điểm 15 đều cho nội trú Bắc Cạn. Tài xác định bóng chưa qua lưới. Điểm Quảng Khê 16-15. Vậy là đội trưởng phổ thông nội trú Bắc Cạn xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Bóng trực tiếp trên kênh nào mà chả thấy. Facebook của em đây. Không thấy. Đây đây 29 người đang xem đây. Không thấy. Facebook Tiểu Hoàng thôi. Ôi làm lắm Facebook kế một cái thôi. Facebook chính của em kia là trang mà. Kia phóng là spot là trang. Còn Facebook chính là Tiểu Hoàng. Đây đây mới là Facebook chính của em. Một pha đánh bóng tốt sau vạch 3m của số 14 nội trú. Điểm 16 đều.
pha sau vạch 3-3. Trọng tài xác định bóng chưa chạm hàng chắn của các cầu thủ Quảng Khê. Điểm Quảng Khê 17-16. Rất hay. Tiếp tục là 3-3. Lần này thì đã có điểm cho các cầu thủ nội trú. Điểm 17 đều. Rất hay. Bóng hỏng của các cầu thủ nội trú. Điểm cho các cầu thủ Quảng Khê. Mười tám mười bảy. Không, và bắt được một trong đấy. Tiếp tục là chỉ 3-3 không qua lưới. Điểm 19-17 cho Quảng Khê. Vị trí của các cầu thủ nội trú. Điểm 20-17 cho Quảng Khê. Bóng tốt. Điểm 18-20 cho nội trú Bắc Cạn. Tiếp nội trú Bắc Cạn 19-20. Về đội Quảng Khê xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Điểm số hiện tại là 20-19, tạm nghiêng về các thủ Quảng Khê. Tốt, điểm 21-19 cho Quảng Khê. Điểm 22-20 cho Quảng Khê.
tốt của nội chú Bắc Cạn. Điểm 21-22. Điểm 22 đều cho nội chú Bắc Cạn. Điểm tiếp Quảng Khê 23-22. Lối chắn bóng chạm lưới của các thủ nội trú. Điểm 24-22 cho Quảng Khê. Nội trú Bắc Cạn xin tạm dừng hội ý chiến thuật. Điểm 25-22 kết thúc set đấu đầu tiên, đội Quảng Khê giành chiến thắng 25-22 trước cầu thủ nội trú Bắc Cạn, qua đó tạo vươn lên dẫn trước cầu thủ nội trú Bắc Cạn với tỷ số 1-0 qua set thi đấu đầu tiên. Chờ cho con anh thôi. Bảo muốn bỏ nào lời hai nhất, bảo bỏ chạy. Đúng rồi. Chứ bảo muốn là gì? Tập chạy rồi nhanh. Nó giữ dao lên. Hát 10 giây sau để 8 mét thôi. Chạy vào rừng nó trốn mất. Yeah!
chú bác viết nhỉ? Chú bác viết nhỉ? Bên cái đánh tử là thật đấy, ba chín cũng vào vô vợ. Tiền Yeah.
được 10 là suốt ngày, ngày nào không cho đánh ra thì nó phải mất tiền. Tối thiểu là phải 20.000. Tiền miễn phí, thân miễn phí, người đẹp còn đẹp. Chưa mất ra mà thịt bây giờ vừa que vừa quặn. Thế này em phải đánh nhẹ đâm hai năm vừa nhẹ gì nữa, mẹ sáng chạy chiều mẹ đấm bao làm gì nhẹ nữa. Không đánh như thế nó đau mệt đau. Mai chạy chục cây này anh theo em không? Anh ăn 40 năm béo được như thế này, bây giờ cày nó khó bớt thế, cày bớt chết. Ăn mãi được từng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bay không ngồi. Bây giờ mà đứng ở dưới cùng bóng cùng kèm thì là hai càng đấy. Khi mà chơi cùng bóng cùng quá là kẹp lắm. Chưa qua cảnh. Chuyên môn nếu các khẩu trang về mới chúng tao đi ngang kia đánh ra ăn được điểm nào đâu cao chụp cắn không nhiều chuyện gì ăn vãi cái được điểm nào. Tiếng này mà.